doanh nghiệp. Cảm ơn phần dự thi của các thí sinh và các thí sinh vui của hội trường. Mời các thí sinh dự thi của nhóm 2 chúng ta di chuyển lên sân khấu. Sở thích ăn uống, nghe nhạc, nghề nghiệp mơ ước là hướng dẫn viên du lịch. Tiếp theo chúng ta cùng chào đón cặp đôi thí sinh mang số báo danh 15. Thí sinh Trịnh Văn Vinh với sở thích bóng đá, ăn uống. Sở trường của Phong Vinh là bóng đá. Một thí sinh Trương Thị Mỹ Duyên, sở thích đi du lịch, ăn uống, ca hát, sở trường chơi bóng đá, bóng chuyền, ước mơ trở thành hướng dẫn viên du lịch. Tiếp theo là cặp thí sinh mang số báo danh 16. Thí sinh Bạch Văn Thiệu với sở thích xem phim và nghe nhạc. Huỳnh Gia Mỹ, sở thích nghe nhạc. Và chúng ta cùng chào đón cặp đôi thí sinh mang số báo danh 17. Thí sinh Nguyễn Văn Hoàng Quyến với sở thích thể thao, nghe nhạc. Sở trường của Thành Quyến là chơi bóng chuyền và nghề nghiệp mơ trở thành một thiết kế đồ họa. Thí sinh Lê Thị Trúc Linh, sở trường chơi bóng chuyền, mơ ước trở thành một nữ quân nhân. Đang tiến về phía trước là cặp đôi thí sinh mang số báo danh 18. Thí sinh Trần Gia Huy với sở thích là vẽ và ca hát. Nghề nghiệp mơ ước của em là trở thành một thiết kế thời trang. Thí sinh Nguyễn Thị Lan Phương, sở thích đi du lịch, sở trường đọc rap. Nghề nghiệp mơ ước trở thành một nữ quân nhân. Chúng ta cùng chào đón cặp đôi thí sinh mang số danh 19. Thí sinh Trần Nguyễn Hoàng Nguyên với sở thích du lịch, đọc sách và nghe nhạc. Sở trường là ca hát. Nghề nghiệp mơ ước của Hoàng Nguyên là làm luật sư. Thí sinh Lê Ngọc Nhi, sở thích đi du lịch, nghe nhạc. Nghề nghiệp mơ ước là trở thành một giáo viên mầm non. Tiếp theo chúng ta cùng chào đón cặp đôi thí sinh mang số danh 20. Thí sinh Trần Văn Quy với sở thích nghe nhạc và đọc truyện. Sở thích nghe nhạc, đọc sách, chứ không muốn trở thành bác sĩ. Chúng ta cùng chào đón cặp đôi thí sinh mang số danh 21. Thí sinh Võ Văn Toàn với sở thích nghe nhạc và xem phim. Nghề nghiệp mơ ước của Văn Toàn là trở thành một tên sơ. Thí sinh Nguyễn Trần Nhật Huỳnh, sở thích nghe nhạc, xem phim, sở trường là ca hát, Nhật Huỳnh muốn trở thành một giáo viên. Và tiếp theo đây chúng ta cùng chào đón cặp đôi mang số báo danh 22. Thí sinh Nguyễn Duy Cương với sở thích nấu ăn, đọc sách, chụp hình. Sở trường của Duy Cương là giao tiếp, học hỏi nhanh và em mơ ước trở thành một nhà báo. Thí sinh Nguyễn Tú Trinh, sở thích làm đẹp, nấu ăn, sở trường kinh doanh.
học được. Mời các thí sinh ở dốc. Thank you.
trình diễn dự thi của các thí sinh, mời các em lui về hậu trường. Mời các thí sinh Võ Văn Tây với sở thích yêu bóng đá, thích thể thao. Nghề nghiệp mới của Văn Tây là trở thành một giáo viên thể dục. Thí sinh Trần Thị Kim Ngân sở thích đi du lịch. Sở trường của Kim Ngân là vẽ, viết văn, đọc thơ. Kim Ngân mơ ước trở thành một giáo viên. Thí sinh Trần Ngọc Gia Hân, sở trường của Gia Hân là đóng kịch, đi khắp quốc và nấu ăn. Nghề nghiệp mơ ước của Gia Hân là trở thành một đầu bếp chuyên nghiệp. Chúng ta cùng chào đón cặp đôi thí sinh mang số báo danh 34. Thí sinh Huỳnh Bảo Toàn. Thí sinh Phạm Thị Tú Nhiên sở thích nấu ăn, đi du lịch. Sở trường của Tú Nhiên là nấu ăn. Nghề nghiệp mơ ước của Tú Nhiên là trở thành một luật sư. Sở trường ca hát. Trúc Kiều mong muốn trở thành một nữ chiến sĩ công an. Và cuối cùng chúng ta cùng chào đón cặp đôi thí sinh mang số báo danh 36. Thí sinh Nguyễn Thanh Quý với sở thích đi du lịch. Sở trường là kiên trì, miệt mài thực hiện công việc. Và nghề nghiệp mơ ước của em là trở thành một kỹ sư công an. Thí sinh Nguyễn Gia Mẫn sở thích đi du lịch, sở trường kinh doanh mua bán. Gia Mẫn ước mơ trở thành một doanh nhân. Cảm ơn phần trình diễn của các em. Và chúng ta sẽ di chuyển qua đây và sẽ xuống phía dưới sân khấu này. Các bạn hiểu không? Có bao nhiêu âm thanh xin cho em xin hát ạ? Các bạn hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn để cổ vũ. Và bắt đầu. Tự tin hấp cỡ, quẩy hấp cỡ cho tối nay nha. Số báo danh 28.
số báo danh 27. Số danh 29 ạ. Số báo danh là 24 ạ. Số báo danh là 18 à. Số báo danh của em là 17 à. Báo danh của em là 13 à. Số báo danh của em là 15 à. Số báo danh của em là 12 à. Báo danh của em là 11. Thank you.
xử của cặp thí sinh có số báo danh 10 như sau. Nêu cảm nghĩ của em về tuổi 18. Em có thời gian hay có thể dụng được. Chúng ta hãy cho hai bạn một tràng pháo tay thật lớn để cổ vũ. Hello. Chúng tôi giám khảo quý thầy cô và các bạn thân mến. Cảm ơn ban giám khảo. Cảm ơn câu hỏi của ban giám khảo đã dành cho cặp đôi của em. Em xin trả lời câu hỏi của em như sau là nói về tuổi 18 thì người ta sẽ nghĩ đến một cái bước ngoặt trong cuộc sống của mọi người. Bước qua tuổi 18 là chúng ta sẽ không còn được ngồi trên ghế nhà trường nữa mà bước sang ngưỡng cửa đại học, đó là nơi chúng ta tìm đến những kiến thức mới, những con người mới, những lĩnh vực mới mà chúng ta sẽ tiếp cận. Qua đó thì con người ta sẽ có rất nhiều thay đổi, sẽ không còn cái hồng của học viên như là khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Cảm ơn câu trả lời của cặp thí sinh số 10. Mời các em đi về phía trong sân khấu. Tiếp theo đây, mời cặp thí sinh có số danh 11 tiến lên phía trước. Mời các em có trong câu hỏi của mình. Câu hỏi của mình đến sự ban giám khảo đặt ra cho em là: theo bạn có nên yêu ở tuổi học trò không? Một tràng pháo tay vì các câu hỏi ban giám khảo đặt ra thật là hữu ích. Đầu tiên thì em xin được cảm ơn và gửi lời chào đến ban giám khảo và các bạn có mặt tại sân khấu hôm nay. Em xin trả lời câu hỏi của ban giám khảo dành cho chúng em là: tình yêu trong mỗi học trò đều có những cái lợi ích và những cái bất lợi, nhưng mà theo em thì yêu trong tổ học trò là một tại vì thứ nhất là khi chúng ta có người yêu thì đó sẽ là một người bạn thân của chúng ta, giúp chúng ta cùng chia sẻ về mặt tinh thần trong học tập. Bên cạnh đó thì quan trọng là chúng ta nên cảm ơn câu trả lời của các em. Sau đây mời cặp thí sinh có số danh 25 chúng ta tiến về phía trước. Hỏi ứng xử ban giám khảo dành cho các em như sau. Em hãy trình bày suy nghĩ của mình về bệnh vô cảm trong xã hội hiện nay. Nói đầu tiên là
không? Dạ. Suy nghĩ của mình về vấn đề tự tin, thoải mái trình bày suy nghĩ. Mời khán giả cho đội một tràng pháo tay thật lớn nào. Mời hai em trở về vị trí. Mời cặp thí sinh có số danh 28 tiến về phía trước. Câu hỏi ứng xử dành cho các em như sau. Em hiểu như thế nào về từ xin lỗi và cảm ơn trong cuộc sống? Và em đã làm gì để cảm ơn những người xung quanh mình? Xin chào quan giám khảo và tổ bài
bạn bè có mặt tại ngày hôm nay. Em xin gửi lời cảm ơn và chân thành đến nhất là câu hỏi của em là nữ sinh có mặc áo dài truyền thống hay trang phục hiện đại. Em xin trả lời là cả hai đều cần thiết ạ. Tại vì trang phục truyền thống là một cái nét đẹp riêng của người Việt Nam chúng ta, và cũng như là một cái đặc trưng truyền thống đã có từ rất lâu rồi. Khi mà nhắc tới Việt Nam thì chúng ta nhớ ngay đến áo dài truyền thống của chúng ta. Còn khi đi chơi, đi dạo phố này nọ, chúng ta phải có những trang phục thích hợp để có thể bắt kịp xu hướng hiện đại hóa từng ngày. Xin thông báo với quý vị khán giả là do có trục trặc về kỹ thuật, cặp thí sinh của số quốc danh 30 không dự thi. Cặp số quốc danh được chọn vào vòng ứng xử là số quốc danh 31. Sau đây mời hai em tiến lên phía trước. Em hãy chọn câu hỏi dành cho mình. Của cặp thí sinh số danh 31 là ước mơ sau này của em là làm gì và tại sao? Trước tiên thì là câu hỏi hỏi là sau này là bạn muốn sẽ làm gì, thì là cả hai đứa em thì ngay từ lúc đầu đăng ký thì cũng đã nói là sẽ làm bác sĩ. Tụi em có chung một nguyện vọng là sẽ được cống hiến cho nền y khoa nước nhà Việt Nam của chúng ta. Là trong cái ngành như là toán thì chúng ta có giáo sư Ngô Bảo Châu là đã được các giải thưởng quốc tế, được thế giới công nhận. Em biết là mình chỉ cũng là học sinh 11 còn bước ngồi trên ghế giảng đường thôi, nhưng mà em có nguyện lớn là sẽ đưa được nền y khoa nước nhà vươn tầm ra thế giới. Em cũng từng thấy rất là nhiều trường hợp là bệnh nhân thì là mình phải cầm những bệnh nhân thì được đưa sang nước ngoài chữa trị thay vì chữa trị ở các bệnh viện công lập ở Việt Nam. Thì em không hiểu là tại vì là đi qua nước nhà mình chưa đủ tiến bộ, hay là tại vì ở người ta, người dân Việt Nam thì họ tin tưởng nhà là đi qua nước ngoài hơn. Nhưng mà em muốn thay đổi định kiến đó. Em muốn em và các đứa sau này sẽ có thể là chữa trị tất cả các bệnh nan y, là những cái bệnh khó gặp ở Việt Nam, và mọi người đều sẽ tin tưởng nhà đi qua nước nhà thay vì là một vé máy bay đi xe những bệnh viện châu Âu, châu Mỹ khác. Dạ, em xin hết. Cảm ơn câu trả lời đầy ý thức trách nhiệm của các em. Mời các em về vị trí. Sau đây chúng ta sẽ đến với cặp thí sinh mà số có dành 33. Câu hỏi ứng xử của cặp thí sinh số có dành 33 như sau. Theo quan điểm của em thì như thế nào là một người thanh lịch? Vâng, và lần đầu tiên em xin được gửi đến lời chào đến ban tổ chức, ban giám khảo, với thầy cô và tất cả các bạn học sinh đang có mặt hiện diện trong tối ngày hôm nay ạ. Và theo quan điểm của em, thanh lịch không phải là những chiếc áo sơ mi trắng, những chiếc quần tây, nhưng thanh lịch trong lời nói, trong hành động, trong cách ứng xử của bạn đối với mọi người xung quanh,
và các lực từng trong từng chi tiết nhỏ đối với gia đình, đối với cộng đồng, đối với xã hội. Và chúng ta phải đem nền thanh lịch của chúng ta, một người nữ sinh, một người nam sinh Việt Nam thật hiện đại văn minh với toàn thế giới. Xin chân thành cảm ơn ạ. Xin cảm ơn phần trả lời của cặp thí sinh số 33. Một lần nữa chúng ta hãy cùng chiêm ngưỡng nhan sắc của 7 cặp thí sinh xuất sắc nhất đến thi hôm nay. Làm việc rất nghiêm túc và chúng ta sẽ từng bước một tiến dần đến. Cuối cùng
sinh giành 34. Cặp đôi thí sinh có số giành 29. Cặp đôi thí sinh có số giành 03. Cặp đôi thí sinh có số giành 05. Cặp đôi thí sinh có số giành 35. Vậy là mình được giải chính rồi. Lộn rồi. Nãy dư là do vớt đó. Xin mời cặp đôi thí sinh có số giành 03 tiến lên sân khấu. Thank you.
cặp đôi đã đạt giải phụ cuộc thi hôm nay. Công bố kết quả chung cuộc của hội thi học sinh thanh lịch trường Trung học phổ thông Long Mỹ năm 2020. Đầu tiên xin chúc mừng cặp đôi thí sinh. Mang số đo danh 33 tiến lên phía trước. Hơi biến kích à? Hơi biến kích. Yeah.
điểm thi. Rồi thí sinh xuất sắc nhất của đêm thi hôm nay. Hội thi học sinh thanh tịnh năm học 2019-2020 sau hơn 2 giờ diễn ra tốt đẹp đã có kết quả chính thức. Hội thi đến đây là kết thúc. Chúng tôi trân trọng cảm ơn sự có mặt và cổ vũ nhiệt tình của tất cả quý vị khán giả hôm nay.